Hello anh em nhé. Vinh đang nghỉ trưa thì móc cái đàn ra với cả mấy tờ giấy hồi xưa in, tìm thấy cái bài hai đứa giận nhau. Bài này thì chơi tông rê thứ và nó ngắn, hợp âm nó dễ chia sẻ với mọi người đấy. Hai đứa giận nhau ha. Đó, rê thứ. Mọi người rê thứ nhớ là cái scale rê thứ thì nó có cái lốt đặc biệt là si dáng ha. Nó lốt si dáng này. Ha. Rồi, chúng ta chỉ việc nhớ vậy thôi. Và cái bài này chơi, chúng ta có thể chơi rất nhiều điệu khác nhau, chơi habara, rồi chúng ta có thể chơi banasua. Chúng ta chơi rumba boro. Đó, rồi bây giờ Vinh sẽ hát qua một lượt mọi người nhớ ra cái bài này để mọi người tập luyện với nó nhá, trời nó cũng dễ thôi mà. Trả lại cho em mảnh khăn hồng đó, có tên hai đứa màu chưa mà giận hờn nhau chi để rồi tiếng nhớ. Nỗi về có gặp hưng, ngoảnh mặt che lón làm ngơ. Trả lại cho anh tình thư ngỏ ý, với anh em hứa hẹn duyên thề. Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu nhìn sang thấy anh đi gục đầu. Tình nhớ nếu mình thôi dần nắm quen, anh xin làm gió quạt đèn mùa lùa tây thi biếu em. Tại anh hôm đấy nào phải vì em, anh hứa đợi rồi anh quên, để mưa hôn lên tóc mềm. Dần hờn hai hôm dài như một tháng, ghét đôi ba bữa bằng năm tròn. Một người ra đi một người khẽ nói, nắm tay hết dần hết hẳn, để trong giấc mơ tôi chập chờn.
Vậy là Vinh chơi nha. Cái đoạn đầu thì Habara đúng không? Cái đoạn điệp khúc thì Vinh chơi rumba, thì cuối cùng thì Vinh chơi cũng rumba luôn. Nghĩa là một cái bài này thì nó chúng ta có thể chơi nhiều điệu khác nhau khi mà chúng ta vững nhịp phách rồi. Đúng không? Giờ thì Vinh vừa đưa vong Vinh đánh đàn vẫn được, còn anh em thì chắc khó, bởi vì nếu mà đang tập dậm chân ấy, thì nghĩa là nhịp nó chưa cứng ấy, thì chúng ta làm cái việc này nó hơi khó một tí. Anh em cố gắng nha. Và cái bài này ấy, chúng ta đi những cái lốt bát nó đơn giản thôi, lốt bát ở cái tông rê thứ mà Vinh đã từng chia sẻ mọi người à. Ví dụ bát từ rê này, rê sang son này. Tây thì biếu em, tại anh hả, tại anh à, nó có cái này nó là nốt rê pha son, nó luyến như thế thì chúng ta khi chúng ta chơi nhưng mà cố gắng luyến nghe nó hay không? Tại anh hôm đấy nào phải vì em cũng được, mà từ son chúng ta qua đô rồi. Nhớ là đảo bát nhé, nhớ là cái đảo bát thì Vinh có chia sẻ với mọi người rồi về cái việc đảo bát của nó. Vinh nhắc lại sơ qua là giả sử hợp âm son thì bát chính nó phải là lốt son, thì một là son này, hai là son này, đúng chưa? Vậy chúng ta nếu mà đánh ở son vậy, vậy là đảo bát hai cái phụ một cái chính. Nhưng mà bây giờ hết cái câu này nó lại chuyển sang hầm đô, thì trong đô nó có son nhá, đô này, thì cái lốt bát chính của nó là son, à bát phụ nó là son, bát chính nó là đô hoặc phụ nó là mi luôn ha. Vào vườn mình hào hào chưa? Thì mọi người cứ lấy cái phụ đánh vào cái chính, còn phụ nó là cái nào thì kệ. Theo sư phụ của Vinh dạy thì lấy cái lăm đánh vào cái một, nhưng phụ nó phụ của thằng đô là son, thì vậy ta lên son, đang ở son này chuẩn bị chuyển đô thì chúng ta lấy luôn thằng son nữa. Anh hôm đấy nào phải vì em, anh hứa đời rồi anh quên, để mưa hôn lên tóc mềm. Đó nha, đấy là cái cách mà chúng ta đi những pha, à pha thì cứ tập luyện cho nó cứng mà. Và cái việc dò lốt á thì nhớ là trong cái rê thứ nó có lốt si dáng, còn đâu tất cả những nốt kia nó giống như la thứ vậy. Thì mọi người cố gắng cứ tập luyện như vậy. À. Hồng đó nốt la này thì trong hậu rê có la. À. Đó đúng không? Chúng ta dò từng nốt. Có tên tên hai đứa màu chưa chưa không được à? Cao quá. Chưa mà được chưa? Đó, nghe nghe thì nó pha thì nó thấp quá, thì giữa la với pha thì nó có thằng son là trong cái
âm xe rê đúng không, thì ta lấy nó. À.